Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online Chuyện Lạ Mới Nhất. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Người canh mộ cho Lý Tiểu Long và mối ân tình sâu nặng. Con trai sớm qua đời, người đến viếng thăm Lý Tiểu Long thường xuyên nhắc lại không phải là vợ và con gái. Gần đây, vấn đề sức khỏe của Taki Kimura, đại đệ tử của Lý Tiểu Long, được rất nhiều fan của huyền thoại võ thuật quan tâm. 93 tuổi, người học trò và cũng là bạn của Lý Tiểu Long mang trong mình rất nhiều căn bệnh như tim mạch, tiểu đường và đản tí nhẹ. Thế nhưng, không ai ngờ được rằng, dù tuổi cao sức yếu nhưng hàng ngày Taki Kimura vẫn luôn cố gắng đến phần mộ của Lý Tiểu Long ở nghĩa trang Lifeview, Seattle, Washington của Mỹ. Lúc còn sống, Lý Tiểu Long từng thu nhận không ít đệ tử, nhưng Taki Kimura là người đầu tiên bái Lý Tiểu Long làm sư phụ, ngay từ khi thế giới còn chưa biết đến anh như một huyền thoại võ thuật. Năm 1973, khi Lý Tiểu Long qua đời, tất cả người hâm mộ trên thế giới đều vô cùng thương xót. Không nỡ xa rời sư phụ, đại đệ tử Taki Kimura chính là người đã nguyện suốt đời được chăm sóc phần mộ cho Lý Tiểu Long. Taki Kimura sinh năm 1924 tại nước Mỹ. Trong một lần đi siêu thị, Taki Kimura nghe thấy một nhóm người đang ca tụng nam thanh niên có tên Lý Tiểu Long đến từ Hồng Kông, có võ thuật vô cùng xuất chúng. Dù đã đi hỏi thăm tận tường, anh vẫn chưa tin vào tài năng của Lý Tiểu Long. Một người bạn thấy thế đã tình nguyện sắp xếp một buổi gặp gỡ với Lý Tiểu Long để Taki Kimura được mở rộng tầm mắt. Với tâm thế đi lại gặp một người chỉ hữu danh vô thực, nhưng không ngờ ngay sau khi gặp được Lý Tiểu Long, chính Taki Kimura phải tâm phục khẩu phục, bái người thanh niên nhỏ hơn mình 16 tuổi làm sư phụ. Khi đó Taki Kimura đã 35 tuổi, trong khi Lý Tiểu Long 19 tuổi. Gặp được một võ gia thực thụ, sự chênh lệch tuổi tác không hề ngăn cản ý chí hướng về võ thuật của người thanh niên nước Mỹ. Lý Tiểu Long không chỉ tinh thông võ học mà còn luôn rực cháy trong mình ngọn lửa đam mê và cống hiến cho võ thuật. Tinh thần ấy đã ảnh hưởng đến Taki Kimura trong suốt cuộc đời của ông. Cả đời đam mê với võ thuật, Lý Tiểu Long chính là cha đẻ của giải MMA, người sáng chế ra môn phái tiệt quyền đạo và cũng là người sử dụng côn nhị khúc thành thạo nhất. Thế nhưng võ thuật cũng như tên tuổi của Lý Tiểu Long được cả thế giới biết đến là một phần công lao không hề nhỏ của người học trò Taki Kimura. Lúc ấy, lúc Lý Tiểu Long đang ở giai đoạn khó khăn nhất, người học trò vẫn luôn đi theo thầy và ủng hộ thầy hết mình. Cho đến khi Lý Tiểu Long đã trở thành ngôi sao nổi tiếng và tự mở trường học đầu tiên để truyền thụ võ thuật, Taki Kimura cũng hết lòng bảo vệ và quản lý trường cho thầy mình. Trong những năm Lý Tiểu Long đến Mỹ để gây dựng sự nghiệp, Mộc Thôn đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sư huynh của mình tìm hiểu về quy tắc trên đấu trường tại Mỹ, cũng như sắp xếp giúp sư phụ tham gia thi đấu. Chính vì thế, Lý Tiểu Long rất quý trọng người học trò Taki Kimura. Thường ngày, Lý Tiểu Long luôn yêu cầu Taki Kimura phải tập luyện trong điều kiện khắc khổ. Dưới sự rèn luyện nghiêm túc và chuyên môn như vậy, Taki Kimura tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa còn nhanh chóng lĩnh hội được tinh thần cao siêu trong võ thuật của thầy mình. Bên cạnh đó, tài tử giao toàn bộ quyền quản lý trường học võ thuật của mình cho Taki Kimura tiếp quản. Điều đó chứng tỏ Lý Tiểu Long không chỉ tín nhiệm người học trò đầu tiên của mình mà còn coi Taki Kimura như một thành viên trong gia đình. Khi được hỏi về vấn đề cách cư xử với đồ đệ, Lý Tiểu Long cũng chia sẻ: cho dù tôi có tài giỏi đến mức nào, tôi cũng luôn tôn trọng Taki Kimura bởi vì anh ấy vẫn là bề trên của tôi. Từ sau khi Lý Tiểu Long qua đời, Taki Kimura cũng không hề mượn tên tuổi của sư phụ để trục lợi. Ngược lại, ông vẫn sống và tập luyện như khi Lý Tiểu Long vẫn còn sống. Mấy chục năm liền, Taki Kimura
còn tình nguyện làm người trông giữ phần mộ cho sư phụ mình. Mỗi ngày ông đều đến quét dọn và thường lưu lại rất lâu. Hiện nay, ông trở thành một trong những người quản lý khu mộ mà Lý Tiểu Long an nghỉ. Tuy đã già yếu, kinh tế cũng không mấy khá giả, nhưng Taki Kimura vẫn cố gắng tiếp quản công việc này. Có lẽ đó là phần là do tâm niệm mong được bên thầy cả đời của người học trò trung thành Taki Kimura. Cảm ơn các bạn đã xem kênh video Chuyện Lạ Mới Nhất. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video sau.